Ngày đầu con chuyện thế, mẹ điếm chân linh ban lành phước ân. Đời phù du khổ ai, mẹ đau xót nhỏ lệ chứa chan. Tiễn bước con đi, mẹ khuyên nhủ bao điều, mong con trả sống nợ trần ai. Hãy tu tâm dưỡng tánh, đừng quá chấp mê bất ngộ não phiền. Đừng lầm bước lạc lối, chìm đắm kiếp luân hồi tứ sinh. Địa mẫu chân kinh, mẹ dạy dỗ ân cần, con mau giác ngộ lời mẹ khuyên. Lòng mẹ diêu trì địa mẫu xót thương con số kiếp trầm luân. Vật chất đam mê lợi danh, con lạc bước đã quên đường về. Mẹ mong con hồi tâm vun bồi cội phúc, về với mẹ hướng an lành lạc cánh. Lòng mẹ diêu trì địa mẫu xót thương con phút giây nào nguôi. Đèn sáng trí huệ mẹ ban soi đường tâm tối cho đời con. Mẹ vô lượng độ xanh con về bờ giác, tránh quá thành con dứt nợ trần gian. Hãy tu tâm dưỡng tánh, đừng quá chấp mê bất ngộ não phiền. Đừng lầm bước lạc lối, chìm đắm kiếp luân hồi tứ sinh. Địa mẫu chân kinh, mẹ dạy dỗ ân cần, con mau giác ngộ lời mẹ khuyên. Lòng mẹ diêu trì địa mẫu xót thương con số kiếp trầm luân. Vật chất đam mê lợi danh, con lạc bước đã quên đường về. Mẹ mong con hồi tâm vun bồi cội phúc, về với mẹ hướng an lành lạc cánh. Lòng mẹ diêu trì địa mẫu xót thương con phút giây nào nguôi. Đèn sáng trí huệ mẹ ban soi đường tâm tối cho đời con. Mẹ vô lượng độ xanh con về bờ giác, tránh quá thành con dứt nợ trần gian. Lòng mẹ diêu trì địa mẫu xót thương con số kiếp trầm luân. Vật chất đam mê lợi danh, con lạc bước đã quên đường về. Mẹ mong con hồi tâm vun bồi cội phúc, về với mẹ hướng an lành lạc cánh. Lòng mẹ diêu trì địa mẫu xót thương con phút giây nào nguôi. Đèn sáng trí huệ mẹ ban soi đường tâm tối cho đời con. Mẹ vô lượng độ xanh con về bờ giác, tránh quá thành con dứt nợ trần gian. Tránh quá thành con dứt nợ trần gian. Kinh kệ khuyên đời ít lợi chung, mà nhớ cao người khác được nghe cùng. Hồng chung ân ngày tâm ngày bòn duyên phước, pháp thi giống lành trang phén dung. Cơ tiên lý ngọc hoàng định luật, điển quyền di vô cực chuyển xây. Sắc ban kim mẫu tỏ bài, lĩnh truyền nam nữ gái trai hãng tường.
là nguồn gốc cõi trì lục kinh thoát khỏi sông mê. Kim ngôn tình mẹ châu phê mẫu chờ con dài tan tê lòng già. Ban ấn lệnh kỳ ba chiến chót, truyền tâm kinh cứu vớt tử linh, khai đường thiên lộ lực hình, thông tri lý đạo rõ tình thâm ân. Linh chân sư tiền căn mẫu tạo tâm siêu phàm thông đạo thiên tiên. Gốc căn chiếu rọi diệu quyền cõi nguồn ân đức mẹ hiền rải ban. Căn tâm đạo hoàn toàn thanh kiết xưa cung gì chẳng biết hồi đời. Linh ni hòn sáu trộm dị ngôi căn tiền bích ngọc là nơi cụ tròn. Khá tỉnh ngộ đại hùng minh y mần trì phụng hành bổn phận cho tròn. Tiếp lời mẫu dạy sắc son lệnh trời từng y mạng bảo toàn nguyên nhân. Thức tâm nội mê trần mộng nào tình trí lo tầm đạo vô vi. Tu tăng dưỡng tánh kiên trì thành cơ thuyên lực mẫu thì ban ơn. Bộ pháp tiền căn linh tánh thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên. Đạo chân chẳng muốn bạc tiền, quả lành gặt hái quy nguyên phản hồi. Giờ kim khuyết hỏi trời tam giáo hỏi tam điểm đạo linh căn. Lòng trì bố ngọc tứ ân, qua sen mua nở mừng căn thiện lành. Kỳ tiếng lửa thực hành mới quy, ba lần khai mở lý tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền, sáng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan. Tòm chi mà dội mơ màng cơ trời bao ân hành tàn kiếp hung.
con của mẹ thì chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng. Ngọc ngà châu báu thượng thân cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ bá đạo dễ lầm tà mỹ, nếu không trì đạo lý chánh truyền, cao dòi tánh y mạng căn nguyên dòi nghe chẳng sẽ đạo hiền lầm mê. Khó đạt đạo trở về với mẫu, màn vô minh hữu lậu phủ đầy, muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị tâm hồn, phép tài áo thực bàn môn thần thông biên qua mê hồn đắm sai. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhưng sự hành ý chí khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma má lâu đời. Muốn tu qua tình chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm. Rõ thông thấu triệt cõi lầm trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lè sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều thúc liệm muốn ăn. Tạm dùng chẳng nghĩ sắc trần tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân. Cho nên tin tưởng làm càng đỏ thân muộn kiếp nghiệp quán linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoại về sau. Sự phân lực định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mang vướng trả dai.
lực hình thướng y phạt chẳng sai đau lòng tình mẹ gái trai hàng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn cú nguy, nhân loại mê hồn trầm lưng. Biết phận sự con đừng than thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh tâm. Nhục vinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực, hay đắng cay liệt lực gào nhòi, một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muốn đắc hành đạo quả phải hành. Trừng chuyên thử thách phù sanh, là đường tiên qua lực hành người tu. Chớ ỷ thế giận thù quan ghét, chí đại hồng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bì, dầu cho lao khổ khá vì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cũ quyền, sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù cảnh y tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dòng tánh thảo hiền. Nghiệp đời dù có quan kiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ mái tạo sải sàn thật gấp, chớ chần chờ để lấp ba tánh linh. Trần đồ bát quái lược hành, ngũ hành dần chuyển nhân sinh điều tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dạy thời chẳng hương. Màn má quỷ còn đáng trà trống,
Phật thánh tiên lãnh lọn hồng trần. Để tì duyên kiếp độ căn dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này. Lực kinh Phật có bài sao trước, đời lộn kiếp mật cước có dò tử sanh. Thập loại nhỏ to đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trượt tâm mang. Hay làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi rồi tung hoành gây tội chẳng cần, giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá cũng là kỳ tráng quá nghiệp căn. Chuyện xây định luật phong thần khảo nhòi tưởng phạt kiếp ba canh đời công. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót con khá lo bọn ngã mốt đức ân chớ ham mê sự hồng trần. Buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài rồi gặp cảnh quả tai khó cứu cần định tâm ấp ủ điển quang. Nghiệm suy thấu triệt trần hoàng trong cơ sàn sải lớp màn đau thương. Các con này cho tường căn kẻ ngơ, nếu không thì tình mẹ xa con đau lòng. Mẹ tạo phần hòn dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang. Từ con xuống trần gian lập hạnh bị ngủ ma dụ tấm mê trần. Đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá chịu luân hồi dài cả không ngần. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đợi tìm phương cứu nạn. Sợ đến ngày giáng màn đại hội rồi các con chịu tội bủ tòa. Công đồng tam giáo chẳng ba luật hình sửa trị khó mà an tâm.
bị sa đỏ trầm luân địa ngục, bại ức nhiên mới được đầu tay. Lâm trần nghiệp quả trả dai, cũng như mạt kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm chuyển cơ pháp điển quyền thân. Chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa, màn tam giáo lọc lừa đạo quả, trên tâm thiên lục bá xuống trần. Bàn môn tả đạo dụ căn, hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhất đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quang gốc tội tiền căn, ngôi xưa phê bỏ nghiệp trần đeo mang. Sự giai trả trần gian trong giờ, tình thâm ân con ở phụ dâm. Chiếu theo lực đạo công đồng, thì con bất hiếu con mong bảo tồn. Quên mất tánh chân hồn giá trị, cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phế bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi bất tình. Nghe theo tà mỹ phạm tình, xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào canh năm mô đen tôi, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh ni tâm mùa mùi nặng nề, biết đâu qua chánh pháp trở về thiên thu. Xa tận cùng màn chót, muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách phiền, thần quan tả hữu y liền chẳng sai. Tâu Thượng Đế các ngài tam giáo, chiếu lực hình sử đạo kỳ này. Long qua đại hội rồng mây, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ ráng thiền nhẫn nhọc, rèn đức ân phổ qua phục bệ rồng. Tu
là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng ít chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân mới dừng còn. Một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã bụi trần con nhé, để mà dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trần địa bàn môn, háo danh trột lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo, nên khai truyền lý đạo chân minh. Đó là cố nhục thâm tình, để lầm mối đạo chân linh mật màu. Dầu ba đạo tâm thời duy nhất, các con cần có lực hành trì. Mặt đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nệ những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban xuống trần dục, lợi nghiệp quan chất trọng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con nên dắt nên hình. Linh quang bát bổ trong mình vạn năng, độ phép ba báo phi đằng quyền diệu, để cho con tự liệu xuống trần. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giáo chủ, tây bá hầu chẳng hỏi giấy chào ý mình. Con mẹ thiên cao chê ngài dạy thú chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, rồi sau này khỏi phải trách hờn. Cuộc đời lắm nỗi thoang doan, không nghe lời mẹ linh hồn đỏ xa. Cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì phân. Dù con lành xứ mạng trời mà làm sai lực, cùng thời trị răng. Hoặc các bậc tăng ni học đạo, hãy quay quyền gây
tạo tội trần cũng đều bị luật trị răng tỳ theo nghiệp ba tội xử phân công bình. Lực tiếng quá vô hình đào thải a chớ mê đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ chừng khi qua tới có thời cứu nguy. Đời ngu mỗi biết gì còn mất sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Biết tri thời giận mới khôn gần như để chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ thấu hết bao lời Châu Ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xá khi, sợ lòng chẳng trọn những gì ẩn sâu. Khắp ba giới hoàng cầu dân chuyển, mái càng khôn linh hiển cơ quan. Thất sơn bảo ngọc lậu vàng là cơ lập hỏi minh hoàng sứ phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu dân sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng. Có tam giáo công đọc phân sự không quả tròn được giữ kim giai. Bằng ngay tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất khổ thai xác hồn. Con ơi, sự mất còn thành bại cũng do lòng khôn dại mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mái âm dương soi dần chuyển qua, lửa lọc căn nghiệp quả trung duyên. Ai thương bằng mẹ diêu trầy, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo hóa thiên cao trời đất, sống muôn loài vạn vật hữu tình. Cơ may Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bát bộ kinh luân tam bảo hoa túi vàng nắng chân đạo linh hồn. Cho con giữ lấy bảo tồn từ đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xây dần mạc pháp mơ đời hạ quân tạo nghiệp dây đầy. Là kỳ tiên quá
đổi vai lập đời thanh đức thượng lai thanh bình. Nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa để sải sàng gội rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lâm dân chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự báo ứng cơ trời đã lâu, các con cần giác ngộ rõ thông để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo có mong sống còn. Dầu sông thác cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mãi nghĩa phụ dòng. Tình thương khi mẫu đại đồng, quá thân dạng ức trần hồng linh căn. Chuyện khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng xưa tâm nhớ lời mẫu khuyên. Đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào có xót thương, mù mồ đủ kế gạt lường chúng sanh. Nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng thanh bần. Đừng tội gánh công, ngày sau còn đạo phỉ lòng mướn thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tóc, làm tay sai cho bọn quỷ ma tạo gây ác nghiệp gian tà, ổn cho một kiếp sanh đi ra làm người. Lòng giả thú đổi đời tâm tánh, bất tin khi Phật thánh thần tiên. Tội mang kiếp đỏ quỳnh tiền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tiền căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu. Đừng nên loạn trí làm liều, đời này ma quỷ rất nhiều lắm con. Chúng anh hiện tam hồn dục mãi xuôi, làm điều khờ dại ngu si. Chẳng cần tội lỗi dày, thì con không định tâm khó trì ngủ ma. Nó nhập phá hành xa căn kiếp ma đề, linh hồn mang nghiệp muôn đời. Khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đọa khó thời tĩnh tâm.
tâm linh tử trao cẩm nang con giữ phụng hành. Đừng vì quyền lợi đấu tranh để làm mất tâm hạnh lành cao thâm. Giữ đức độ tâm thành vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm. Khổ lắm con ơi, chịu nhiều quả báo ức ca trời hành thân. Lập ý chí tinh thần dũng mạnh, đạo không phân chấp cảnh ngoại biên. Tùy thân hành sự trần miền, nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất dạ, sự mặn chay tùy quả nghiệp căn. Cần hành chân đạo tinh thần mới là bảo quý muôn phần ngày sau. Phá chấm mê ngã muôn màu sắc tương, chọn tấm lòng định hướng chân thân. Hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc chẳng thầm sự chi. Kha thấu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không khô chấp ở nơi lòng. Một bầu vô cực hư không, âm dương phối hỷ thần thông diệu quyền. Đắc bộ pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn. Đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Các con khá bảo toàn căn gì, mang kỳ thi đạo lý khảo nhòi Phật tiên đâu rành. Con ơi, còn lo độ qua thế khắp nơi khổ sầu. Con nào rõ nghiệp màu tiên qua, cần chúng lo đạo cả mẫu hiền. Tập xây phổ quá khai truyền, nên công quả vị mẹ hiền thương ban. Dầu thử thách gian nan chớ để giữ một lòng, chớ để lạc phai. Đạo màu phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền. Đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Kỳ mạc phá thiên đình năng sáng, là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban. Chuyển cơ phó đồ trần hoàng,
cũng là lực trị sai sàn hạ quân. Đời với đạo mẹ còn soi chuyện, mong con trần thể hiện đạo chân cho tình con mẹ vuông tròn. Lập cơ thánh y đức bảo toàn mang căn. Ngày đại hội Long Dân có mặt, mới nhân hiền sự thật căn tiên. Tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc quý, chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng. Ở ăn bất kể kỹ cương gian, tà xảo quyệt lâm đường nạn tay. Mang một kiếp trần ai đâu dễ, lực thiên đình đâu để lăn loạn. Trị phường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đấy. Dù ẩn ý tâm rài thâm độc, bị lỗi quyền đâm thọc hại nhau. Có trên bắc đầu nam tàu, xét soi thấu triệt trước sau lòng người. Sẽ tì nghiệp luật trời bao ứng, kiến nghiệp đài xây dựng trần gian. Rõ tâm mọi sự hành tàn, trong tâm tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy hữu tình tận mắt, mới hãng tường tiên Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi lực khuyên, con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiên bước, đừng để chờ đến nước ta tới trơn. Có giò nhảy đại mất hồn, xa thân như bị sóng dồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy. Mẹ nào khó bỏ gái trai, tại con cải luật làm sai chớ phiền. Cuộc biến thiên trần miền náo động, ma mái quyền di mở rộng năm châu. Minh dương ngự chốn nam lầu, sử người bội nghĩa gieo sầu tóc tan. Cớ tiễn lỡ hành tàn nam nữ, rò thiên điều phận sự gắn lon. Qua sông nhờ có thiền đò, linh hồn nhờ đảo thoát cơ bờ sông mê. Chớ dội chấp khinh chê ngàn bước, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật ma. Con mai khá tầm ra chân lý, Phật nơi tâm ngự trị chẳng xa. Quan thâm chánh triệt chánh tà sao
thần lý trí đau đỏ tường thấu lý đỏ siêu hoặc là hiểu thấu rất nhiều vẫn còn bị nghiệp đủ điều dây quanh khiến dục mãi lợi danh mộng tưởng cùng sắc màu mơ ước luôn luôn. Con ơi các sự tình thương đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó sai khiến đi vào tội lỗi cho linh hồn quên cõi quên nguồn khó về gặp mẹ tòa chương ngàn năm xa đò vào đường si mê nay có mẹ đạo rài khai mở cũng là kỳ xa tội tử linh cha con mau kiếp ba đăng trình kịp màng đại mọi thiên đình tưởng ban một kỳ chót mẫu hoàng chính trình con bất tuân mạng lệnh chớ phiền đến ngày tam giáo quy nguyên công đồng phân xử con hiền chớ than bao nhiêu sự lời vàng tiếng ngọc mơ là tình thương bảo bọc linh hồn hai đường siêu đỏ dài khôn con cần chọn lấy bảo tồn hậu lai khá trắc nghiệm đường ngay đều chánh kẻo mê lầm giả hạnh quỷ dương mượn màu sắc tướng phô trương mà lòng dạ chúng khôn đường hiểm sâu dụng kế đủ ngõ hầu tranh đạo của Phật tiên khai đạo vô vi chẳng lòng thiện niệm từ bi giữ tâm đạo đức thực thi bảo tàng nhìn đất cả nước vàng sáng con rõ để thức thời giác ngộ công phu ham mê danh lợi dòng vô rồi thân phải chịu ngục tù đỏ sang màn tiếng lửa xảy sàn đâu dễ Phật thánh tiên còn phổ tế đâu yên huống chi linh tử trần miền mà rồi an phận bạc tiền tướng thân khá thực hiện tứ ân trọng đại để sau này trở lại ngôi xưa chớ tham danh vọng mắt lừa của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu thành tây ngõ tới mùi con rò sự còn sáng tỏ Phật tiên kiếm ngôn linh mẹ chỉ truyền khải thông tam giao cơ quyền cho con rõ căn tội mốt bòn công đức ráng thi hành đại lực trung kiên dù cho lắm sự cạo tiền
quỷ ma gây rối đau hiền chẳng lời. Sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ gương hy sinh Phật ta tổ đại hùng ma dương tài phép ba hành công cũng không thân đức đại hùng thanh cao ráng thức tình trao dòi tâm tâm thì nghiệp trần mới rành con ơi gian lao khổ cực nhã nhòi mà không nản chi mới thời con tim dẹp phàm tánh tư riêng bản ngã giữ tâm hồn cao cả mới ngoan đời này lắm sự dọc ngang là đời ma quỷ khắp tràn hải căn. Con ráng tinh thần định tĩnh sớm tạo trừ ma bệnh ai si chạy theo thế tục ít gì càng thêm gây tội khổ uy linh hồn đời dai trả chẳng còn tánh mạng cũng xảy ra tai nạn kinh hoàng cũng vì quyền lợi giàu sang mà khi dễ đạo quả mang bên mình sự quá nghiệp hồn linh tùy kiếp của mỗi căn duyên nghiệp khác nhau chưa thông suốt lý thiên tàu thì đừng dội chấp lẫn nhau mỗi phần con nào cũng nghiệp trần tội lỗi từ lâu đời sao khỏi trái ngang đến nay công nghiệp một màn đặng mà trả quả trần hoàng cho xong. Cho nên mới vợ chồng thay đổi hoặc cha con chửi bới gia đình hoặc vì danh lợi muốn sinh anh em bạn hộ mất tình nghĩa nhân chẳng còn biết tiền căn ruột thịt cùng một ba mẹ lãnh lệnh cũ trùng xuống trần mê mỏi bất thông ngủ ma nhập thể nên lòng đổi thay gây chia rẽ tài tranh chấp ma tạo hận thù quả lấp tình thương đó là bị nghiệp ma dương nhiều đời nhiều kiếp tạo đường trần duyên nay mẫu chuyển căn nguyên hội hiệp ban đạo lành giải nghiệp quan khiên các con nhớ lại căn tiền cùng nhau trở lại mối duyên căn xưa đừng để căn mắt lừa ma quỷ nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn con nào cải lĩnh bất tuân thì sao đừng trách cũ trùng xử thân mẹ vẫn cản tiền căn cõi rề cấm nang thơ lưu đề sau này mong má ngày đại hội rộng mây các con đầy đủ về ngay phúc chầu thoát nghiệp chướng ngu sầu đầy tội lắm ta liền tội quả trần duyên thượng công đạo quả trần miền công đồng tam giáo ban truyền đức ân
Phật Dương cầm cân công lý đại phong thần sắc chỉ tứ ban. Lập cơn thánh đức minh hoàng, giang sang thạnh trị đảo vàng chứng minh. Mẹ mong đợi con đừng bê trễ, lực sải sàng chẳng dễ đâu con. Ngày qua tháng lụng mỗi mòn, năm dài cũng tới thất sơn hội trời. Con nào biết nhớ lời mẫu dặn, thì sau này mới đặng bảo toàn. Con nào nghịch mạng dọc ngang, mẫu thương lực trị ngỡ ngàng tình thâm. Tạm dứt điểm đạo tâm chân lý, mẹ chúc con xét kỹ sửa mình. Ơn dài tạo quá chân linh, một kỳ trọng đại lực hình chuyển say. Đạo trung hiếu tạo ngài ghi nhớ, làm cho tròn phận tớ thầy ban. Đến cơn bác ở loạn lọc lường, con nhờ đạo đức tam thừa thoát nguy. Cẩm nang thơ diêu trì kim màu, ứng linh này tâm lô dâu. Cơ quyền mẹ hội thượng cảnh cung tiên, chúc con nam nữ đạo hiền đắc thông. Họ nguyện tỉnh dậy đi con, để mẹ mượn bút hàng quyên đôi lời. Cú trần gấp lắm con ơi, dù ai ở đàm tiếu con thời chấp chi. Mẹ khen con mẹ dạy thời, thời kỳ mạt pháp con thời rưới mang. Thời gian chỉ tiền tài đua tranh, vật chất vật vật công danh. Con đem pháp ba tí rưỡi ban, để cho người học đạo hiền thức tâm. Nguyện thầy phụng sanh năm kỳ sâu, cùng với chồng tên gọi Ngọc An. Họ Phạm Tân mẻo dậy thời, đậm lòng phụng thiên trì kinh thơ này. Cẩm nang của mẹ diêu trì, đêm mà ban pháp trần gian tu hiền. Con ơi họ nguyện lắng nghe, bao niên hành đạo khổ rồi tâm thân. Con buồn con rất cho trần hy sinh, vì đạo ai thời hiểu cho. Con ơi giả dại giả khùng, mê mê tỉnh tỉnh mà tìm đạo chân. Nhà cao cửa rộng mẹ ban, quá cơn bi cực tới hồi thới lai. Sông niên gió lặng dậy thời, chớ buồn chớ trách mẹ cha làm gì. Minh ngã duyên huệ nhận một khi, đã làm nên đạo dậy
về mau, lũ kinh để lại trần miền, cho con của mẹ tạo duyên cõi trần. Nay ân tông tâm thơ của mẹ, xin chúc cầu con trẻ vạn an. Một khi đạo mẹ quy hoàng dương gian, con mẹ vẻ vang thơm lừng. Minh duyên huệ nhân là thiên hạ, nguyện chèo nguyện lai đưa người hữu duyên. Nàng thơ cố mẹ dây thời tạm là dứt điện chúc cầu vạn an. Cẩm nàng thơ Diêu Trì Kim Mậu đến đây được thập phần viên mãn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Phụng Phạm Ngọc An đã thành tâm ấn tống bộ kinh này. Chúc cầu quý vị cùng toàn thể quý linh tử nghe được bộ kinh này phước thể kinh an, gia đình hưng thạnh, tử tôn con cháu vạn bình an, màn ba chiến chót quay về cung diêu, hướng thiện tu hành, mong ngày gặp mẹ. Trong khi hòa âm phối khí có điều chi sơ sót, rất mong chư tôn thiền đức, quý thiện tri thức, quý linh tử gần xa tận tình chỉ bảo. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.